Thưa quý khán giả, từ khi gạo ST25 được vinh danh, người tiêu dùng săn lùng tìm mua, cũng là lúc nhiều cơ sở kinh doanh lợi dụng tung hàng mạo danh để kiếm lời. Và một thực trạng đáng lo ngại hơn cả là trên thị trường hiện nay, hàng giả chiếm số lượng còn nhiều hơn cả hàng thật. Và người tiêu dùng đang rất khó khăn trong việc xác định đâu là hàng thật, đâu là hàng giả. Chúng tôi sẽ tiếp tục vấn đề này ngay sau ít phút. Bây giờ, mời quý vị điểm qua một vài nội dung đáng chú ý. Phát hiện và xử lý thêm một cơ sở kinh doanh tôm chứa tạp chất tại Kiên Giang. Đồng Nai chặn đứng hàng ngàn sản phẩm mỹ phẩm giả sắp tuôn ra thị trường. Thuốc trị xoang khớp phụ khoa không rõ nguồn gốc được gắn mác Đông Y Việt. Loạn sản phẩm gạo ST25, người tiêu dùng rơi vào ma trận, thật giả. Thưa khán giả, vì mục đích lợi nhuận, nhiều tiểu thương đã bất chấp thủ đoạn sử dụng thạch cao câu hay còn gọi là bột aga để bơm vào tôm đông lạnh, khiến cho chúng trở nên căng phồng, nặng ký hơn. Hành vi này thường diễn ra tại các tỉnh thành miền Tây như Cà Mau, Bạc Liêu. Và gần đây, vấn nạn này còn lan sang các địa phương lân cận như Sóc Trăng và giờ là đến Kiên Giang. Mới đây, công an tỉnh này vừa kiểm tra bắt giữ 100 kg tôm thẻ chứa tạp chất aga tại một hộ kinh doanh ở xã Quà Điện, huyện Kiên Lương. Tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh Châu Văn Bạc ở ấp Cờ Trắng, xã Quà Điền, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, có dấu hiệu kinh doanh thủy sản chứa tạp chất. Qua cảm quan và thử nhanh quá hộp tạp chất trong tôm, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm Thủy sản xác định số tôm thẻ chân trắng đang được kinh doanh tại cơ sở có chứa tạp chất aga. Đại diện cơ sở kinh doanh khai nhận toàn bộ số tôm nguyên liệu được thu mua từ người dân địa phương và đem bán lại để kiếm lời. Được biết, từ đầu năm 2021 đến nay, Cục Quản lý Thị trường Kiên Giang đã cùng với lực lượng chức năng trên địa bàn kiểm tra phát hiện xử lý 2 vụ việc liên quan đến tôm chứa tạp chất. Nhiều người nghĩ rằng aga lành tính nên sẽ không có hại cho sức khỏe. Nhưng các chuyên gia y tế đã cảnh báo việc sử dụng tôm chứa tạp chất vì lâu dài có thể gây hại đường tiêu hóa hoặc tích tụ các chất độc trong cơ thể gây bệnh mãn tính. Cũng liên quan đến câu chuyện người tiêu dùng cảnh giác về an toàn thực phẩm. Trước đến nay, phần thịt lõi thăn bò Úc thường có giá khá đắt đỏ. Nhưng mà thời gian gần đây, trên chợ mạng, những sản phẩm này được rao bán với giá rẻ hơn cả thịt heo ngoài chợ, làm cho nhiều người hết sức nghi ngại về nguồn gốc thật sự. Lý giải vì sao giá thịt bò Úc lại rẻ hơn cả giá thịt heo ngoài chợ, dân buôn mặt hàng này cho rằng do hội nhập số lượng lớn theo container nên giá nhập cũng rẻ hơn. Đặc biệt dịp này đang xả kho để nhập lưu mới nên giá cũng giảm nhiều so với thời điểm trước Tết. Trong khi đó, theo các đầu mối chuyên nhập khẩu thịt bò Úc và Mỹ ở Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội nhận xét, thịt bò nhập khẩu có rất nhiều giá khác nhau, chất lượng cũng tùy vào mức giá mình nhập, nhưng chưa bao giờ xuất hiện giá rẻ trên thị trường như hiện nay. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vào miếng thịt bò Úc bán trên mạng thì không thể khẳng định được chất lượng ngon hay không ngon. Phải ăn trực tiếp thì mới cảm nhận được. Nhưng vì chúng có giá quá rẻ nên mọi người cũng nên cẩn trọng. Thưa khán giả, thu mua bột màu hóa chất không rõ nguồn gốc rồi pha chế, đóng gói thành những loại mỹ phẩm dưỡng da làm đẹp. Sau đó quảng cáo bán tràn lan trên mạng xã hội, gắn mác là hàng hiệu nổi tiếng thế giới. Chiêu trò của một cơ sở kinh doanh tại Đồng Nai đã bị cơ quan chức năng phát hiện. Trước đó, qua kiểm tra xe tải đang giao nhận hàng, lực lượng công an phát hiện có 2 bao tải đựng hàng mỹ phẩm giả các nhãn hiệu nổi tiếng. Sau đó, tổ công tác kiểm tra căn nhà số 1694/3/14 đường Nguyễn Ái Quốc, thành phố Biên Hòa đã phát hiện có khoảng 3.000 sản phẩm làm mỹ phẩm giả như son môi, kem làm sáng da, kem che khuyết điểm đã đóng gói thành phẩm đang chờ giao hàng cho những đầu mối qua đường bưu điện. Phía sau căn nhà này có hàng chục can, chai lọ chứa nhiều chất bột, chất lỏng tạo màu có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc đã được pha chế tạo thành các loại mỹ phẩm có màu sắc giống với các loại mỹ phẩm nổi tiếng trên thị trường và được đóng gói chuẩn bị đưa đi tiêu thụ. Chủ cơ sở là Vũ Hoàng Phi Hùng khai nhận đã mua số hàng này từ thành phố Hồ Chí Minh về, sau đó tiếp tục đóng gói đưa đi tiêu thụ ở Đồng Nai và Bình Dương qua đường bưu điện. Bên cạnh sản xuất hàng nhái thì tình trạng vi phạm về nhãn mác thời hạn sử dụng hàng hóa sản phẩm còn khá phổ biến. Trong khi theo nguyên tắc tất cả hàng hóa khi hết hạn sử dụng đều phải tiêu hủy, nhưng có những cơ sở vì lợi nhuận đã kéo dài thời hạn sản phẩm bằng cách tẩy xóa, sửa đổi hạn dùng. Minh chứng điều này là cơ quan chức năng liên tục phát hiện ra các hàng hóa hết hạn sử dụng vẫn được công khai bày bán. Cục Quản lý Thị trường Đồng Nai đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhất Phan, địa chỉ cơ sở sản xuất tại khu công nghiệp Biên Hòa 2, thành phố Biên Hòa,
vì đã tẩy xóa, sửa chữa thời hạn sử dụng trên nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa nhằm kéo dài thời hạn sử dụng của hàng hóa làm mỹ phẩm với số lượng hơn 2.000 sản phẩm các loại. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm là hơn 100 triệu đồng. Bên cạnh đó, công ty này còn kinh doanh mỹ phẩm quá hạn dùng với số lượng hơn 10.000 sản phẩm mỹ phẩm các loại. Lợi dụng mạng xã hội để kinh doanh bán hàng nhái không rõ nguồn gốc đang là thực trạng nhức nhối hiện nay. Ngay cả mặt hàng là thuốc chữa bệnh, dân thường cũng không buông tha. Dù việc sử dụng thuốc đông y gia truyền trên mạng xã hội đã được cảnh báo rất nhiều lần, nhưng vì có bệnh thì vái tứ phương nên vẫn còn không ít người mua sử dụng. Tuy nhiên, những người sử dụng thuốc đông dược chữa bệnh với ý nghĩ là lành tính, cây cỏ, ít tác dụng phụ, hẳn sẽ phải nghĩ lại nếu biết về sự thật nguồn gốc của mặt hàng này sau khi chứng kiến những hình ảnh mà chúng tôi chia sẻ ngay bây giờ. Tin từ Công an tỉnh Hà Nam, sau khi tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh tại địa chỉ đường Ngô Quyền, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, do bà Nguyễn Thị Khánh Linh làm chủ và Mai Thùy Diệu là quản lý bán hàng, đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở đang gia công đóng gói các sản phẩm là thuốc chữa bệnh, thực phẩm chức năng, đông y trị khớp, viêm xoang, bệnh phụ khoa. Đại diện cơ sở không xuất trình được hồ sơ thủ tục hoạt động, hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của nguyên liệu, có dấu hiệu sản xuất hàng giả là thuốc và thực phẩm chức năng đông y. Quá trình làm việc, đại diện cơ sở đã khai nhận mua nguyên liệu đã được bào chế sẵn không rõ nguồn gốc, thuê người in bao bì, nhãn mác, đóng gói các sản phẩm và tổ chức quảng cáo bán hàng qua mạng xã hội. Qua công tác nắm tình hình và nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, lực lượng cảnh sát đường thủy thuộc trạm cảnh sát đường thủy Châu Đốc, công an tỉnh An Giang phát hiện tại khu vực bến đò Mương Chà thuộc ấp Vĩnh Tường 2, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu đang tập kết hàng hóa nghi vấn nhập lậu nên tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra phát hiện 20 bếp từ xuất xứ nước ngoài đang nằm bên bờ sông và được đậy kín bằng một tấm ni lông, ước trị giá khoảng 30 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra không ai nhận là chủ số hàng. Hàng ngàn sản phẩm hàng hóa là máy phun áp lực nước, bếp từ do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp tại thôn Thụy Trang, xã Trung Hương Yên, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, vừa bị lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên tạm giữ. Đại diện người quản lý kho hàng là bà Lê Thị Hiền, có địa chỉ thường trú tại xã Phục Linh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của toàn bộ số hàng hóa này. Trong quá trình tuần tra trên địa bàn khóm Xuân Bình, thị trấn Tịnh Biên, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên phát hiện 3 đối tượng đang đai vác các bao tải nghi là hàng lậu đi theo bờ ruộng hướng từ Campuchia về Việt Nam. Phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng để lại các bao tải, lợi dụng đêm tối bỏ chạy về phía Campuchia. Qua kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ hơn 400 sản phẩm kèm thoa mặt mang nhiều nhãn hiệu nước ngoài cùng nhiều mặt hàng mỹ phẩm khác. Tổng giá trị tang vật khoảng 80 triệu đồng. Thưa khán giả, sau khi được vinh danh là gạo ngon nhất thế giới năm 2019, gạo ST25 được nhiều người tìm mua. Đánh trúng tâm lý này, nhiều loại gạo mạo danh gắn mác ST25 xuất hiện tràn lan tại thị trường trong nước, khiến cho người tiêu dùng rơi vào ma trận, không biết đâu là thật, đâu là giả. Đây là một trong những thiệt thòi không riêng người tiêu dùng, danh tiếng gạo ngon thế giới theo đó cũng bị ảnh hưởng. Ghi nhận tại các đại lý, nguồn cung gạo ST25 luôn dồi dào. Họ luôn có nhiều loại ST25 cho khách hàng lựa chọn. Từ ST25 của tư nhân đến ST25 của công ty với nhãn mác bao bì na ná như nhau. Hay tại các sàn thương mại điện tử, gạo ST25 cũng được rao bán rất nhiều với mức giá từ 20 cho đến 50 ngàn đồng một ký. Và ở đâu cũng khẳng định đó là gạo chính hãng của kỹ sư Hồ Quang Cua. Chính sự nhập nhèm về nguồn gốc và giả mạo bao bì tinh vi này khiến người tiêu dùng không biết đâu mà lận. Hay chị H Hà Nội đã tìm mua gạo ST25 để ăn thử, nhưng ngạc nhiên là trên thị trường lại có hai loại gạo ST25 với giá 20.000 đồng và 40.000 đồng một ký. Sau khi tìm hiểu, chị mới biết cả hai loại này đều không phải là gạo ST25 chính hiệu. Còn chị N ở Cần Thơ, sau nhiều lần mua nhầm hàng giả, gia đình chị chọn ăn những loại gạo quen thuộc. Việc làm giả nhãn mác bao bì gạo ST25 và bán tràn lan trên thị trường khiến người tiêu dùng không còn mặn mà với dòng gạo này sau một thời gian sử dụng. Cùng một giống lúa nhưng canh tác khác nhau cũng cho ra sản phẩm chất lượng khác nhau.
Do đó, theo các chuyên gia, đã đến lúc cần phải có một quy chuẩn canh tác và siết chặt quản lý để dòng gạo ngon nhất thế giới năm 2019 này giữ được đúng chất lượng, tạo nên thương hiệu cho gạo Việt Nam. Kỹ sư Hồ Quang Cua, cha đẻ giống gạo ST25 cho biết, tất cả sản phẩm đều có logo do Tổ chức Thương mại Lúa Gạo Toàn cầu cấp cho sau khi mình đoạt giải. Còn sản phẩm nào rao bán không có logo hình tam giác, đó chắc chắn là hàng giả. Tuy nhiên, theo ông Cua, trên thị trường có hàng trăm nhãn mác giả nhái thương hiệu của ông, thậm chí là đóng bao vài chục ký, dù có thể bên trong vẫn là gạo ST25. Nguyên nhân là vì cơ sở đã bán lúa giống ra thị trường, trung bình khoảng 4.000 tấn mỗi năm. Điều này cũng có nghĩa là sẽ có khoảng 100.000 tấn gạo ST25, nhưng không do cơ sở của ông trồng. Trong khi đó, để làm ra sản phẩm có phẩm chất cao, thì từ khi thu hoạch cho đến khi chế biến sau thu hoạch cũng là một chuỗi rất cẩn thận. Đến nay đã có 3 vụ vi phạm nhãn hiệu đã được bảo hộ liên quan đến gạo ST25 bị xử phạt tại Bạc Liêu và Quảng Trị. Tuy nhiên, việc nhượng quyền sản xuất như hiện nay đang là nguy cơ làm ảnh hưởng đến chất lượng gạo ngon nhất thế giới. Do đó, theo các chuyên gia, quy trình chuẩn cho dòng gạo thơm ST25 cần được khẩn trương xây dựng, đặc biệt là thương hiệu gạo quốc gia. Thông tin này xin được khép lại thời gian dành cho bản tin hôm nay. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!